Lock là hệ màu giúp bạn có dynamic range lớn nhất trên máy ảnh Sony, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ có một file quay chi tiết mịn màng hơn và dễ dàng chỉnh sửa màu sắc như các máy quay chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì không phải tất cả các máy ảnh đều có khả năng quay F-Lock tốt, mà mình sẽ chia nó thành hai dạng. Dạng thứ nhất là những máy ảnh đời cũ từ Sony A6300 này cho tới Sony A74 là những chiếc máy ảnh mà có khả năng quay F-Lock nhưng mà chỉ quay tốt ở điều kiện đủ sáng và ban ngày thôi. Còn với điều kiện thiếu sáng thì khi mà các bạn quay F-Lock nó sẽ rất dễ bị noi, vỡ hình. Với những chiếc máy ảnh đời thấp này thì khi mà các bạn quay vào giờ bắt đầu hoàng hôn ấy là chúng ta phải cực kỳ lưu ý là nó sẽ rất dễ có khả năng bị noi rồi. Nên khi mà hoàng hôn bắt đầu xuống là chúng ta phải căn ánh sáng cực kỳ chuẩn. Hoặc là đôi khi là mọi người nếu mà quay giờ này thì có thể chuyển sang quay ở H-Lock 3 luôn. Mình cũng rất hay quay ở H-Lock 3 khi mà sử dụng máy Sony A7 Mark III đời cũ của mình. Loại máy thứ hai đó là những chiếc máy như Sony A7 S3, FX3, FX6 trở lên. Thì những chiếc máy này được trang bị một cái khả năng quay đêm cực kỳ tốt, giúp chúng ta có thể quay đêm dễ dàng mà vẫn có thể sử dụng S-Lock. Để có thể lựa chọn S-Lock 3 thì mình sẽ vào máy ảnh này, mọi người mở tab Picture Profile này, sau đó chúng ta sẽ kéo xuống đó là PP8. PP9 nó cũng sẽ cho chúng ta S-Lock 3, tuy nhiên thì PP8 thì mình sẽ thấy là phù hợp với bản thân mình hơn. Ở phần Color Mode thì mình sẽ chọn là S-Gamut Cine 3 và ở phần Detail thì mình sẽ giảm nó xuống là -7. Tiếp theo, một lỗi mà rất nhiều bạn mắc phải khi mà mới quay S-Lock ấy là các bạn sẽ không biết quay làm sao cho nó đủ sáng, quay làm sao cho nó không noise. Mặc dù là mức ISO của chúng ta để ở rất là thấp, tuy nhiên khung hình của chúng ta vẫn bị noise rất là nhiều. Lý do đó là bởi vì S-Lock nó sẽ cần phải đo sáng khác với hoàn toàn tất cả các picture profile khác. Mình thấy rất nhiều bạn khi mà mới bắt đầu chuyển sang quay S-Lock ấy thì bị mắc một lỗi, đó là file của mình bị noise rất là nhiều và trông nó rất là xấu. Mặc dù các bạn sử dụng mức ISO nó cực kỳ thấp, nhưng mà bản chất ấy thì S-Lock nó phải đo sáng hoàn toàn khác tất cả các picture profile khác, và nó cũng đo sáng hoàn toàn khác khi mà các bạn chụp ảnh. Khi mà các bạn quay S-Lock ấy thì chúng ta luôn luôn phải đo sáng sao cho ánh sáng ta dư lên một chút, và sau đó khi mà bước chúng ta làm màu ấy thì chúng ta sẽ giảm sáng xuống, thì như vậy mới cho chúng ta một cái hệ màu đẹp nhất. Ở màn hình đo sáng thì mọi người sẽ thấy là cái dấu cộng trừ ấy nó thể hiện cho mức sáng của chúng ta đang bao nhiêu. Khi mà quay S-Lock mình khuyên mọi người nên để cho nó từ cộng 1.3 đến cộng 2, thì đây là cái mức tốt nhất mà cá nhân mình thấy là nó đủ dư sáng và nó sẽ cho khung hình chúng ta không bị noise. Tuy nhiên nó lại có một cái vấn đề khác, đó là khi mà các bạn quay dư sáng đúng không, thì rất dễ có khả năng là các bạn sẽ bị cháy sáng. Thì làm sao để chúng ta có thể kiểm soát được khung hình chúng ta không bị cháy sáng? Lúc này thì mọi người hãy nhấn vào nút display trên máy ảnh để làm sao cho nó hiện lên cái đồ thị histogram. Đây sẽ là cái đồ thị giúp mọi người có thể đo ánh sáng tốt. Nếu cái đồ thị histogram này chạm vào cái mốc bên phải và nó tạo thành một cái cột dựng đứng ấy, thì mọi người sẽ biết được là cái hình ảnh của mình nó đang bị cháy sáng. Còn nếu đồ thị này nó nằm ở bên trái nhiều quá thì mọi người sẽ biết là cái đồ thị của mình nó đang thiếu sáng. Thì hãy kết hợp song song cả hai nhé. Một là luôn luôn để ánh sáng của mình từ cộng 1.3 đến cộng 2. Thứ hai đó là luôn luôn để cái đồ thị của mình nó nằm ở giữa. Thông thường thì nếu mà quay về ánh sáng ban ngày đủ sáng ấy thì mình chỉ cần nhìn cái đồ thị kia làm sao cái đồ thị histogram mình luôn luôn nằm ở giữa là ok, mình có thể đo rất là nhanh. Còn với những lúc mà mình quay buổi tối thiếu sáng thì mình phải nhìn thêm cả cái thông số nữa để cho chất lượng file của mình nó được tốt nhất. Với S-Lock 3 thì chắc chắn công cụ như vậy đã quá đủ cho mọi người để kiểm soát ánh sáng rồi. Tuy nhiên thì mọi người vẫn cần một điều nữa, đó là chúng ta phải thực hành cực kỳ nhiều để chúng ta hiểu được là môi trường này ánh sáng bao nhiêu, môi trường kia thì ánh sáng thế nào. Và khi mà mọi người trải nghiệm nhiều ấy, sau này thì mọi người sẽ không còn lo là chúng ta đi quay bị noise, bị vỡ hình nữa. Tiếp theo cũng là một cái điều cực kỳ quan trọng ở những máy ảnh đời mới, đó là mọi người sẽ thấy những cái mức ISO mà nó có hai cái sọc ở trên dưới ấy, thì mình khuyên mọi người là đừng bao giờ thấy chúng ta có thể giảm được ISO mà sử dụng cái mức ISO nó có hai cái sọc này. Bởi vì mức ISO này nó sẽ giúp các bạn đúng là giảm ánh sáng xuống thấp thật đấy, nhưng mà nó không giúp các bạn giảm noise, không giúp các bạn có nhiều chi tiết hơn đâu. Mà khi các bạn sử dụng mức ISO này ấy, cái dynamic range của các bạn sẽ bị giảm đi cực kỳ nhiều và khung hình chúng ta giảm cực kỳ xấu luôn. Thế nên mình khuyên mọi người là hãy sử dụng mức ISO native cơ bản của đúng máy mình. Như chiếc A7 S3 của mình thì mình sử dụng là 640 này, là cái mức ISO cơ bản nhất và chính xác nhất. Nếu mà hôm nào mình lỡ tay kéo xuống 500 thôi là chắc chắn cái dynamic của nó bị xấu hơn rất là nhiều luôn. Bên cạnh đó thì có một vấn đề, đó là khi mà các bạn quay màu S-Lock ấy thì khung hình của các bạn trông sẽ khá là nhạt.
thậm chí cả Hardlock cũng thế, thì mọi người có thể vào menu và chọn phần Gamma Display Assist. Thì khi mà chúng ta bật lên ấy, nó sẽ giống như là một cái nút màu áp đè lên trên video của chúng ta. Và nhờ vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được ánh sáng và khung hình chúng ta hơn. Còn về cách để mà chỉnh màu file Adlock thì mình đã có cả một video ở đây rồi, mọi người có thể tham khảo ở đây nhé. Bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể tham khảo những cái nút màu mình sử dụng trong các video và khóa học chỉnh màu của mình ở trang web minhtravel.vn nhé. Và mình sẽ hẹn mọi người trong video tiếp theo. Peace!